Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài đạo hàm và vi phân của hàm số. Trong bài học trước chúng ta đã có dịp nghiên cứu về khái niệm khả vi, rồi khái niệm vi phân của hàm số. Cái khái niệm khả vi và cái khái niệm đạo hàm thì hai cái khái niệm đó là nó liên quan chặt chẽ với nhau bằng cái định lý điều kiện cần và đủ. Đó là hàm số f khả vi tại đâu thì hàm số đó cũng đã có đạo hàm tại đó. Và thông qua cái khái niệm khả vi đó, chúng ta đưa đến cái khái niệm về vi phân của hàm số. Sau đó thì thầy cũng có trình bày cho các em một số những cái cách thức tính vi phân của hàm số. Và song song đó thì thầy cũng có giới thiệu cho các em về một cái công thức Leibniz, tức là cái công thức để cho chúng ta tính đạo hàm đến cấp n của cái hàm u nhân v. Bài học trước thì cái thời gian nó có hạn, cho nên thầy mới cung cấp cho các em một ví dụ, và thầy nói thì nó cũng hơi nhanh, cho nên là bây giờ chúng ta theo dõi lại một chút về cái công thức Leibniz, và sau đó thầy sẽ giới thiệu cho các em một cái ví dụ. Tiếp đó thì chúng ta sẽ có hai cái định lý khá quan trọng liên quan đến đạo hàm, đó là định lý Rolle và định lý Lagrange. Hai cái định lý đó chúng ta xem thử nó giống nhau, nó khác nhau và cái cách ứng dụng của nó như thế nào trong thực tế làm toán của chúng ta. Và nếu còn giờ hơn nữa thì chúng ta có thể giới thiệu thêm cho các em về cái công thức Taylor, để qua đó chúng ta sẽ chuẩn bị khai triển một cái hàm khác theo cái dạng đa thức. Cái chuyện đó thì của bài học sau. Thế thì bây giờ thầy muốn nhắc lại cho các em một chút của bài học trước, đó là cái công thức Leibniz. Thế thì công thức này người ta cung cấp cho chúng ta như sau. Đó là nếu mà cái hàm số u và v khả vi n lần, tức là có đạo hàm cấp n, thì lúc đó u nhân v đạo hàm cấp n sẽ là sigma y đi từ 0 đến n của c n chấm y. C đây là tổ hợp của đạo hàm cấp y của hàm số u nhân cho đạo hàm cấp n trừ 1 của v. Thì chúng ta nhớ lại cái công thức này giống như là cái cách thức mà chúng ta khai triển cái nhị thức Newton A cộng B tất cả lũy thừa N vậy. Chúng ta thấy nó sẽ là tổng của các cái số hạng này, tổng của các cái biểu thức này nhé. Thế thì bây giờ dựa vào cái công thức Leibniz này để cho chúng ta đi tính một cái đạo hàm cấp N của một cái hàm số tích số U nhân V này đây. Thế bây giờ chúng ta xem một cái ví dụ nhỏ nhỏ như sau. Chẳng hạn như thầy đề nghị chúng ta đi tính đạo hàm cấp 10 của hàm số y bằng 1 chia x nhân cho ơ mũ x. Đây, u và v của chúng ta, u đóng vai trò là 1 chia x và v đóng vai trò là ơ mũ x. Vậy thì theo cái công thức Leibniz thì chúng ta có đạo hàm cấp 10 của 1 chia x nhân cho ơ mũ x, nó sẽ bằng sigma, tức là tổng đó, đi từ 0 cho đến n. N ở đây của chúng ta là 10, nhân cho c, c là tổ hợp các em, đi từ 10 cho đến y, y chạy từ 0 đến 10 nhé, của đạo hàm cấp y của hàm số 1 trên x nhân cho đạo hàm cấp 10 trừ y của ơ mũ x. Nếu mà em nào có theo dõi liên tục bài học trước thì chúng ta thấy cái bài học trước đó thì thầy cho cái x bình phương, cái 1 trên x nó đóng vai trò là x bình. Thế thì ta chỉ cần lấy đạo hàm cấp 2 thì nó ra được cho chúng ta nó bằng 2. Đến đạo hàm cấp 3 thì nó bằng 0 rồi. Nhưng mà ở đây thì 1 trên x nó không có bắt, tức là nó có đạo hàm liên tục chứ nó không có chỗ nào khực lại để bằng 0 cả. Cho nên chúng ta phải lấy cho đạo hàm đến cấp 10 luôn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta để ý chỗ này. Đạo hàm của ơ mũ x bao giờ cũng bằng chính nó. Do vậy dù đạo hàm cấp n đi chăng nữa thì đạo hàm của ơ mũ x cũng bằng ơ mũ x, nó không thay đổi gì cả. Và cái ơ mũ x này các em chú ý rằng nó không có độc lập, nó không có ảnh hưởng gì đến cái y, tức là không ảnh hưởng gì đến cái biến số chạy của nó, cái y của nó cả. Cho nên cái ơ mũ x này coi như là ổn nhé. Vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra chúng ta chỉ còn đi tính đạo hàm cấp y của 1 chia x nữa là xong.
Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính cái đạo hàm của 1 trên x cấp y. Chúng ta tính chậm rãi, rồi qua cái chậm rãi đó chúng ta sẽ phát hiện ra được cái công thức tổng quát của đạo hàm 1 trên x là cấp n của 1 trên x sau. Thế trước hết chúng ta xem đạo hàm cấp 1 của 1 trên x. Thì ta có được ngay công thức là trừ 1 chia cho x bình phương. À, đây là công thức rồi, nó không còn phải là cái gì ha. Rồi bây giờ ta lại xem tiếp đến đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì ta sẽ thấy nó là đạo hàm của trừ 1 chia x bình phương. Và đóng vai trò ở đây là 1 chia x bình là 1 chia u. Thì đạo hàm của hàm hợp 1 trên u bằng u trừ u phẩy chia u bình phương. Trừ u phẩy chia u bình phương với dấu trừ này nữa thì nó trở thành dấu cộng. Vậy thì u phẩy của chúng ta tức là đạo hàm của x bình phương. Đạo hàm của x bình phương bằng bao nhiêu? 2x. Rồi nhân cho 1 chia u bình phương tức là x bình phương nữa, ta có được x lũy thừa 4. Ta đơn giản x cho x lũy thừa 4 đi thì chúng ta còn lại là 2, và đơn giản thì còn lại lũy thừa 3 tức là bằng 1 chia x lũy thừa 3. Chúng ta lấy tiếp tục thêm một lần nữa đạo hàm cấp 3 để chúng ta thấy cái quy luật của nó như sau. Số 2 là hằng số thì chúng ta không quan tâm đến nó làm gì cả. Vậy thì ở đây 1 chia x lũy thừa 3 đóng vai trò là 1 chia u. Đạo hàm bằng trừ u phẩy chia u bình phương. Dấu trừ thầy viết ra ngoài, số 2 chúng ta viết lại ở đây. Vậy thì u phẩy của chúng ta bây giờ là 3x bình phương. Đạo hàm x lũy thừa 3 là 3x bình phương. Nhân cho 1 chia u bình phương, x lũy thừa 3 bình phương là x lũy thừa 6, tức là 1 chia cho x lũy thừa 6. Chúng ta rút gọn lại ở đây thì chúng ta sẽ có được ở đây là trừ 2 nhân 3 nhé. Còn x bình phương đơn giản bớt cho x lũy thừa 6 thì chúng ta còn lại x lũy thừa 4. Như vậy đây còn lại 1 chia x lũy thừa 4. Vậy thì đến đây chúng ta có phát hiện ra được cái quy luật nào để tính được cho đến đạo hàm cấp n hay không? Thế thì chúng ta để ý về dấu trước. Đây là dấu trừ nhé. Đạo hàm cấp n là ta xem. Đây là dấu trừ này. Dấu trừ này chúng ta thấy nếu đạo hàm cấp 1 thì nó là dấu trừ. Rồi đạo hàm cấp 2 thì nó lại là dấu cộng. Đạo hàm cấp 3 thì nó lại mang dấu trừ. Như vậy chúng ta thấy cứ đạo hàm cấp lẻ thì là dấu trừ. Đạo hàm cấp chẵn thì nó lại là dấu cộng. 2 chẵn là cộng, 3 lẻ là trừ. Như vậy quy luật dấu cứ n mà lẻ thì là dấu trừ, n mà chẵn thì nó là dấu cộng. Như vậy quy luật dấu chúng ta được diễn tả là trừ 1 lũy thừa n quả thực thế. Khi n chẵn thì trừ 1 lũy thừa n là bằng 1, mang dấu cộng. Khi n lẻ thì là trừ 1 lũy thừa lẻ là trừ 1, nó mang dấu trừ. Để chúng ta theo đúng cái quy luật như vậy. Rồi bây giờ đối với những con số thì ở đây nó là số 1. Đối với đạo hàm cấp 1 thì nó là số 1. Đối với đạo hàm cấp 2 thì nó là số 2. Đối với đạo hàm cấp 3 thì nó sẽ là 2 nhân 3. Như vậy nếu ta lấy tiếp đạo hàm cấp 4 thì ở đây nó là u phết 1 trên u bằng trừ u phẩy chia u bình. U phẩy của chúng ta đạo hàm của x lũy thừa 4 thì bằng 4 x lũy thừa 3. Nó lại xuất hiện cái hằng số 4 tức là bằng 2 nhân 3 nhân 4. À, như thế thì chúng ta phát hiện được cái hằng số này của chúng ta như sau. Nếu đạo hàm cấp 1 thì nó bằng 1, 1 này chính là 1 giai thừa. Đạo hàm cấp 2 thì ở đây là 2, số 2 này chính là 2 giai thừa. Đạo hàm cấp 3 thì nó sẽ bằng 2 nhân 3, nó chính là 3 giai thừa. Như vậy ta đoán nếu đạo hàm cấp n thì nó sẽ là n giai thừa về số. Thế bây giờ còn 1 chia x bình phương thì đó là đạo hàm cấp 1. Nhớ cái số 2 nó hơn cái số 1 này 1 đơn vị. 1 chia x lũy thừa 3 thì nó mang là đạo hàm cấp 2. Số 3 cũng hơn số 2 1 đơn vị. Rồi đến đạo hàm cấp 3 thì nó lại là 1 chia x lũy thừa 4. Số 4
hơn số 3 một đơn vị. Do thế mà đạo hàm cấp N, chúng ta thấy mẫu nó cũng sẽ hơn một đơn vị. Cụ thể nó sẽ là 1 chia cho x lũy thừa N cộng 1. Về mặt nguyên tắc thì đến đây chúng ta chưa kết luận được là cái công thức đạo hàm này được đúng với mọi N là số tự nhiên đâu. Chúng ta còn phải thêm một cái bước quy nạp cho nó chắc ăn. Tức là chúng ta phải chứng minh đạo hàm cấp N cộng 1 nó cũng mang đúng cái hình ảnh của cái công thức mà chúng ta suy đoán. Thì lúc đó đây mới là cái công thức tổng quát đúng với mọi N là số tự nhiên được. Nhưng mà cái phần việc đó thì thôi, thì thầy dành cho các em. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ thay cái công thức này vào 1 chia x đạo hàm cấp y. Trước hết thì chúng ta thấy cái ơ mũ x này nó không phụ thuộc vào cái y, cái chỉ số y chạy. Cho nên cái ơ mũ x chúng ta có thể đưa hẳn ra ngoài cái dấu sigma cho nó dễ thấy. Như vậy ở đây chúng ta còn lại là sigma y đi từ 0 đến 10 của C10 chập y. Vậy thì 1 chia x đạo hàm cấp y, ta áp dụng công thức này ứng với n bằng y, y là số tự nhiên, thì nó sẽ được là trừ 1 lũy thừa y nhân cho y giai thừa nhân cho 1 chia cho x lũy thừa y cộng 1. Đây. Còn cái đạo hàm của ơ mũ x cấp 10 trừ y thì bằng ơ mũ x chúng ta đã đưa ra đây rồi. Và đây chính là cái đáp số khi mà chúng ta tính đến cái đạo hàm cấp 10. Như vậy thì cái công thức Leibniz chúng ta thấy nó hay. Nó giúp cho chúng ta tính được đến đạo hàm cấp N đối với những cái hàm là tích số U nhân V. Chúng ta cứ lắp vào cái công thức và nhớ cũng công thức Leibniz cũng không khó. Chúng ta cứ nhớ giống như cái việc chúng ta khai triển cái nhị thức Newton U cộng V tất cả đi thừa N thôi. Thế bây giờ thì chúng ta có hai cái định lý cũng khá hay trong cái phần đạo hàm, đó là định lý Rho và định lý Lagrange. Để chúng ta xem thử cái nội dung của hai cái định lý đó như thế nào. Trước hết chúng ta coi cái định lý Rho. Giả thiết cho như thế này, chúng ta nhớ cái giả thiết nó cũng không khó lắm. Trước hết là nó cần liên tục, thì liên tục trên đoạn. Đoạn ở đây là đoạn AB, để lấy ví dụ thế. Nhưng nó khả vi thì nó lại khả vi trên khoảng, khả vi trên khoảng AB. Thế thì định lý Rho nó còn thêm một cái giả thiết này nữa. Đó là nếu mà FA và FB bằng nhau thì khi đó chúng ta sẽ có ít nhất một cái hằng số C thuộc vào cái khoảng AB, sao cho chúng ta có được F'C bằng 0. Đây là cái nội dung của cái định lý Rho. Thầy xin nhắc lại, liên tục thì nhớ trên đoạn, còn khả vi thì chỉ cần trên khoảng. Ngoài cái tính chất liên tục và khả vi, ngoài cái giả thiết liên tục và khả vi ra, chúng ta còn phải có cái giá trị của hàm số F tại hai cái đầu mút A nhỏ, B nhỏ nó phải bằng nhau. Thì lúc đó có ít nhất một cái hàng số C thuộc vào khoảng AB, sao cho F phải C bằng 0. Như vậy thì chúng ta xem thử cái ý nghĩa hình học của cái định lý này như thế nào nhé. Thầy vẽ cái hệ trục tọa độ O, X, Y. Thế bây giờ hàm số F của chúng ta nó liên tục trên đoạn AB. Thầy lấy ví dụ đây là A và đây là B. Chúng ta thấy hàm số chúng ta chỉ xác định và chỉ xét trên cái đoạn AB. Rồi bây giờ còn một cái đặc điểm nữa, các em thấy cái giả thiết của định lý Rho, đó là FA và FB bằng nhau. Như vậy thì ta xem cái FA, FB nằm ở đâu. FA và FB bằng nhau cho nên ta nối lại qua cái trục tung thì nó phải nằm ngang như thế này. Bởi vì FA và FB bằng nhau nó cùng mang một giá trị, cùng mang một cái giá trị như thế này. Như vậy ở đây là A và ở đây là B. Và các em để ý là FA, FB bằng nhau cho nên là cái đường thẳng AB này nó phải cùng phương với lại cái trục OX. Và bây giờ thì F của chúng ta liên tục trên đoạn AB. Liên tục trên đoạn AB nghĩa là trên cái đoạn AB này
là cái đồ thị của hàm F phải là một cái đường liền nét, không được gãy, không được đứt quãng ở đâu trong cái bài liên tục của chúng ta. Cũng có học đến cái điểm gián đoạn, đó là nó bị đứt một quãng hoặc là nó bị lủng một lỗ, một điểm nhé. Còn ở đây nó liên tục, tức là nó phải là một cái đường liền nét. Hơn nữa nó còn khả vi trong cái khoảng AB, có nghĩa là cái đồ thị không những nó là một đường liền nét rồi mà nó còn phải láng, nó còn phải láng chứ nó không được gãy, nó không được gấp khúc. À, như vậy thì nó cái đồ thị nếu mà ta vẽ từ A đến B và nó phải thỏa, thứ nhất là nó là một đường liền nét, thứ hai nữa nó là phải láng, nó không được phép gãy và nó nối từ điểm A đến điểm B. Ví dụ như thầy nối một cái đồ thị tượng trưng cho chúng ta thấy nó là một đường liền nét và nó láng, không có chỗ nào nó bị gãy cả. Thì khi đó có ít nhất một cái số C thuộc vào khoảng AB để F phẩy C bằng 0. Thế bây giờ chúng ta lại quay trở lại ý nghĩa đọc hàm của chương trình phổ thông. F phẩy C có nghĩa là hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ là C. Và cái F phẩy C này bằng 0, do vậy mà hệ số góc của tiếp tuyến tại x bằng C, tại hoành độ x bằng C, cái hệ số góc đó nó phải bằng 0. Mà chúng ta biết rằng một cái đường thẳng mà nó có hệ số góc bằng 0 thì nó phải là một cái đường thẳng nằm ngang. Tức là một cái đường thẳng nó phải cùng phương với lại trục OX. Như vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng trong đầu một cái đồ thị liền nét và láng đi từ A đến B, nó cong kiểu nào, nó lên xuống kiểu nào, bao giờ nó cũng phải, nếu nó có lên thì nó cũng phải ngoặc nó xuống rồi nó lên, để làm sao để nó đến, nó hướng đến cái điểm B. Do vậy chắc chắn nó sẽ phải tồn tại những cái khúc cong để cho cái tiếp tuyến tại cái điểm đó cùng phương với lại trục OX. Ví dụ ngay ở đây các em thấy nó tồn tại một cái tiếp tuyến cùng phương với OX. Và khi đó thì cái chỗ này, đây là hoành độ điểm C1. Thì cái này là cái C1 ở trong cái lý thuyết của chúng ta, tức là F phẩy C1 rõ ràng nó bằng 0. Nó là hệ số góc của cái tiếp tuyến nằm ngang. Do vậy F phẩy C1 phải bằng 0. Một cách tương tự chúng ta thấy không nhất thiết là phải có một C đâu, có ít nhất thôi mà. Như vậy còn có khả năng có tiếp tuyến song song với OX nữa không? Có. Đây, ví dụ ở đây. Thì chúng ta lại kiếm thêm được một cái hằng số C2 nữa. Và còn đâu, vẫn còn ở đây. Chúng ta lại thấy có thêm một cái tiếp tuyến cùng phương với OX. Và đây nó đóng cái vai trò là C3. Ví dụ đối với cái đồ thị mà chúng ta vừa mới vẽ ở trên màn hình thì chúng ta thấy nó tồn tại tới ba cái số C trong cái định lý là định lý Gödel của chúng ta. À, như vậy thì ở đây chúng ta vừa mới minh họa xong cho các em về cái ý nghĩa hình học của cái định lý Gödel, tức là nếu mà hai cái đầu mút FA và FB bằng nhau thì lúc nào cũng sẽ, dĩ nhiên cái hàm F của chúng ta không phải là hàm hằng nhé. Thầy có một cái hàm F nó là cái hàm không phải hàm hằng, thì lúc đó thế nào cũng sẽ tồn tại tiếp tuyến cùng phương với lại OX cùng phương. Lại lần nữa, đối với những cái hàm F mà ngay tại A nhỏ và B nhỏ giá trị của nó bằng nhau và dĩ nhiên nó phải liên tục trên đoạn và khả vi trên khoảng, thì lúc đó thế nào cũng tồn tại một tiếp tuyến cùng phương với OX. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Còn một ý nghĩa thứ hai để chúng ta có thể dùng nó để chứng minh sự tồn tại nghiệm của một phương trình. Thầy cho một cái đa thức Px là bậc 3, A khác 0 nhé, để cho nó bảo đảm là bậc 3. À, Ax lũy thừa 3 cộng Bx bình phương cộng Cx cộng D. Nếu như cái đa thức này của chúng ta có 3 nghiệm thì đề bài yêu cầu chúng ta đạo hàm của nó sẽ phải có 2 nghiệm. À, nếu mà đa thức có 3 nghiệm thì đạo hàm có 2 nghiệm. Rồi, bây giờ thì chúng ta theo dõi. Thế thì thầy giả sử rằng cái đa thức của chúng ta có 3 nghiệm. 3 nghiệm đó đặt tên là alpha, beta
gamma được sắp xếp theo thứ tự như màn hình, alpha nhỏ nhất, sau đó đến beta và gamma. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đa thức của chúng ta là cái hàm liên tục và khả vi trên tập R. Do vậy mà nó sẽ liên tục và khả vi trên từng đoạn, từng khoảng alpha đến beta, rồi từ beta đến gamma. Và chúng ta có một cái nhận xét sau đây để dùng định lý Lagrange, định lý Rolle, thầy nói nhầm. Như vậy thì trước hết chúng ta nhận thấy hàm đa thức Bx của chúng ta ít nhất nó liên tục được trên đoạn alpha beta, và nó liên tục tiếp được trên cái đoạn từ beta đến gamma. Và đương nhiên nó có đạo hàm tại mọi nơi, có nghĩa là nó khả vi trên cái khoảng alpha beta, và nó cũng khả vi luôn trên khoảng từ beta đến gamma. Đó là ý tưởng thứ nhất. Ý tưởng thứ hai, chúng ta kiểm tra lại cái giả thiết của định lý Rolle thì chúng ta thấy là alpha, beta, gamma đều là nghiệm của Px, cho nên P alpha thế vào, beta thế vào, gamma thế vào biểu thức Px đều phải bằng 0. Nghĩa là ta có P của alpha bằng P của beta bằng P của gamma, bởi vì nó đều bằng 0 cả. Bởi vì nó đều là nghiệm cả. Như vậy chúng ta kiểm tra lại thì rõ ràng cái giả thiết của định lý Rolle là thỏa. Mà thỏa như vậy thì ta kết luận được rằng sẽ có được một cái số nào đó thuộc vào khoảng alpha beta, mà ở đây thì thấy ký hiệu là x1, sao cho đạo hàm của P tại x1 phải bằng 0. Đạo hàm của P tại x1 bằng 0 nghĩa là x1 là nghiệm của P phép, tức là P phép là đạo hàm. Và tương tự, nó liên tục và khả vi trên cái đoạn và khoảng beta gamma, do vậy cũng sẽ tồn tại một cái số x2 thuộc vào khoảng beta gamma, sao cho đạo hàm của P tại x2 phải bằng 0. Vậy x2 cũng là nghiệm của đạo hàm, tức là nghiệm của P phép. Vậy vấn đề đặt ra, x1 và x2 có đủ bảo đảm để khác nhau, để chứng tỏ P phải phải có hai nghiệm hay không? Thế thì chúng ta thấy rõ ràng hai cái khoảng alpha và beta, rồi beta và gamma là hai cái khoảng rời nhau, giao nhau nó bằng rỗng. Do vậy đương nhiên x1 và x2 của chúng ta là khác nhau. Vậy thì ta kết luận luôn, đạo hàm luôn luôn có hai nghiệm. Như vậy một vấn đề đặt ra nữa, vậy thì có khả năng P phép có ba nghiệm được hay không? Thì rõ ràng câu trả lời là không. Bởi vì Px là đa thức bậc 3 thì chúng ta biết rằng nó chỉ có tối đa là ba nghiệm thôi. Và khi ta lấy đạo hàm thì nó đưa xuống còn lại bậc 2. Mà bậc 2 thì cũng chỉ có tối đa hai nghiệm thôi. Như vậy thì đạo hàm nếu bậc 3 có ba nghiệm thì đạo hàm của nó có hai nghiệm. Thế thì thông qua cái ví dụ mà thầy vừa mới trình bày cho các em ở đây, các em có thể phát triển hơn nữa một cái hàm đa thức bậc n luôn, chứ không nhất thiết phải bậc 3. Và chúng ta có một cái tính chất tổng quát, đó là nếu mà một cái đa thức bậc n mà nó có n nghiệm thực thì lúc đó đạo hàm của nó sẽ có n cộng trừ 1 nghiệm thực, tức là bớt đi một đơn vị. Và để chứng minh thì giống như thế này, chúng ta chỉ cần lật thêm một chút nữa bằng cái phương pháp quy nạp thì chúng ta có ngay được cái kết quả tổng quát của cái ví dụ mà thầy vừa mới nêu. Đó là một cái ứng dụng nữa của cái định lý Rolle. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp một định lý Lagrange, là cái định lý tổng quát hơn so với định lý Rolle. Định lý Rolle thì nó đòi FA và FB bằng nhau, còn định lý Lagrange thì ta không cần cái chuyện đó. Và chúng ta theo dõi cái nội dung của định lý Lagrange như sau. Chúng ta cũng có mang cái giả thiết giống như Rolle, đó là F phải liên tục trên đoạn và khả vi trên khoảng. Liên tục trên đoạn, khả vi trên khoảng. Nhưng nó không đòi hỏi FA và FB bằng nhau.
Thế thì lúc đó chúng ta có ngay một số C thuộc vào khoảng AB, sao cho chúng ta có được điều sau đây: FB trừ FA bằng B trừ A nhân cho F phẩy tại điểm C. Thế thì chúng ta thấy như thế này, quay trở lại một chút về định lý rồi, thì giả thiết cho thêm FA và FB bằng nhau, mà FA, FB bằng nhau cho nên cái hiệu số này của chúng ta bằng 0. Do AB khác nhau cho nên B trừ A đương nhiên khác 0, do đó dẫn đến F phẩy C bằng 0. Thì nó quay trở lại định lý rồi. Như vậy định lý Rolle chẳng qua là trường hợp đặc biệt của định lý Lagrange khi FB và FA của chúng ta bằng với nhau thôi. Vậy thì bây giờ ta xem thử lại một lượt nữa cái ý nghĩa hình học của định lý Lagrange như thế nào các bạn. Thế thì cũng vậy, giả thiết cho F liên tục trên đoạn AB, thì giả sử đây là A và đây là B, nhưng chúng ta không có FA và FB bằng nhau, cho nên chúng ta vẽ lệch nhau như thế này. Và giả sử đây là FA, đặt tên là A lớn chẳng hạn, cái điểm A lớn có tọa độ là A nhỏ FA, và đây là FB tung độ, và đặt đây là B lớn. Thế thì F của chúng ta liên tục và khả vi, cho nên chúng ta sẽ nối từ A đến B một đường liền nét và láng. Thế thì ta nối nhé, nối làm sao cũng được, lý làm sao cho nó là một đường liền nét và láng. Thế thì bây giờ vừa rồi chúng ta bảo rằng F phẩy C bằng 0 định lý Rolle, thì nó sẽ tồn tại một cái tiếp tuyến song song cùng phương với lại OX. Nhưng mà bây giờ không phải như vậy nữa. Nếu ta chuyển B trừ A sang trái, đương nhiên B trừ A khác 0 nhé. AB nó là cái đoạn, nó có độ dài khác 0, cho nên AB khác 0. AB không bằng nhau, cho nên B trừ A khác 0. Ta chuyển B trừ A sang, thì như vậy vế trái, các em hình dung trong đầu vế trái của chúng ta như sau: FB trừ FA chia cho B trừ A. Mà cái tỷ số FB trừ FA chia B trừ A ở những năm phổ thông, chúng ta biết đó chính là hệ số góc của cái đường thẳng AB. Bởi vì A có tọa độ là A nhỏ FA, B có tọa độ là B nhỏ FB, thì cái hiệu số của tung độ của B và A chia cho hoành độ, hiệu số của hoành độ, thì nó chính là hệ số góc. Như vậy thì cái hiệu số FB trừ FA chia cho B trừ A, nó chính là hệ số góc của cái đường thẳng AB. Vậy thì F phẩy C là gì? F phẩy C là hệ số góc của tiếp tuyến tại cái điểm có hoành độ là C, và hai cái hệ số góc của tiếp tuyến và hệ số góc của đường thẳng AB bằng với nhau, thì có nghĩa là cái tiếp tuyến của chúng ta nó phải cùng phương với lại đường thẳng AB. Như vậy đối với cái cung tròn đi từ A đến B, chắc chắn sẽ tồn tại một cái tiếp tuyến cùng phương với lại đường thẳng AB. Vậy thì chúng ta xem thử đây có không? Đây, ví dụ là chúng ta có được một cái tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng AB, và nó tiếp xúc tại điểm này có hoành độ, nó chính là cái chữ C trong lý thuyết của chúng ta. Ở đây là cái ý nghĩa hình học của định lý Lagrange. Như vậy thì chúng ta thấy như thế này, Lagrange nó tổng quát hơn định lý Rolle ở cái điểm là không cần hai cái đầu mút A nhỏ B nhỏ nó phải ngang với nhau, bằng nhau, nó có thể lệch. Và cái ý nghĩa hình học của cái định lý Lagrange này nó cũng giống như ý nghĩa hình học của định lý Rolle, bởi vì định lý Rolle chẳng qua là trường hợp đặc biệt của định lý Lagrange thôi. Bây giờ thì ta xem một số những cái ứng dụng của định lý Lagrange như thế nào. Trước hết thầy có một cái ví dụ liên quan đến cái ý nghĩa hình học của định lý Lagrange. Chúng ta quan sát lại cái hình để chúng ta qua ví dụ để nó đỡ cho nó dễ dàng nhé. Tức là nếu mà tất cả mọi giả thiết Lagrange tồn tại, thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái tiếp tuyến song song với lại cái đường thẳng. Bây giờ nó sẽ có một cái kiểu hỏi như thế này. Đó là tìm tọa độ của điểm M trên cái cung AB của cái đường cong C cho bởi
cái biểu thức y bằng 2x trừ x bình phương, mà tại đó tiếp tuyến song song với cái dây cung AB, với A giả thiết cho là 1, 1 và B giả thiết cho là 3, trừ 3. Thế thì bây giờ ta xem một chút. Ở đây là chữ A nhỏ trong định lý Lagrange số 1. Số 1 này nó chính là FA, FA nhỏ. Số 3 này là chữ B, trừ 3 là FB. Như vậy thì hàm số y bằng 2x trừ x bình phương là hàm số liên tục và khả vi trên R, cho nên đương nhiên nó thỏa được cái giả thiết của định lý Lagrange, đó là liên tục trên đoạn 1,3 và khả vi trên khoảng 1,3. Do vậy mà theo định lý Lagrange thì chúng ta luôn luôn sẽ tìm được một cái số C thuộc vào cái khoảng 1,3, tức là thuộc khoảng AB, sao cho chúng ta có được điều gì? FB tức là FA trừ cho FA tức là F1 phải bằng B trừ A tức là 3 trừ 1 nhân cho F phải C. Và xin lưu ý cái C này của chúng ta nó chính là hoành độ của điểm M, để bảo đảm rằng cái tiếp tuyến tại đó, cái tiếp tuyến của chúng ta nó song song với cái dây cung. Tại đó tiếp tuyến thì thiếu chữ tiếp, tại đó tiếp tuyến song song với dây cung. À, như vậy thì ở đây chúng ta bắt đầu thế nó vào thì chúng ta tìm được C nhỏ. C nhỏ là hoành độ điểm M của chúng ta đấy. Thế thì F3 chúng ta thế vào đây thôi. Và 3 nhân 2 là 6, trừ cho 9 thì còn lại là trừ 3. Rồi trừ F1, F1 thế vào đây là 1, 2 trừ đi 1 là 1, tức là trừ cho 1. 3 trừ 1 còn lại là mấy? 2. F phải C nghĩa là các em thế C vào F phải. F phải không khó, chúng ta tính nhẩm trong đầu ra được là 2 trừ 2x. Ta thế x bằng C vào thì chúng ta có đưa đây là 2 trừ 2c. Và từ cái phương trình này cho phép chúng ta tìm ra được ngay C, không khó khăn gì hết. Chúng ta có ngay C bằng 2. À, như vậy thì C bằng 2, số 2, cái C này nó chính là hoành độ của điểm M. À, vậy thì bây giờ muốn tìm tung độ điểm M thì M trên cái cung AB tức là tóc nằm trên C thôi. Số 2 ta thế vào đây được 4, trừ 4 hết, tung độ là 0. Và đây chính là đáp số của bài toán. Ở đây thì chúng ta thiếu cái chữ tiếp tuyến này, các em nhé. À, như vậy thì chúng ta thấy nhờ vào cái định lý Lagrange mà chúng ta giải quyết được cái ví dụ 1 rất gọn, không khó khăn gì hết. Còn nếu mà không biết được cái Lagrange thì hơi khó một chút đấy. Bây giờ ngoài cái ý nghĩa hình học đó ra thì chúng ta thấy cái định lý Lagrange nó còn giúp cho chúng ta chứng minh một cái bất đẳng thức nữa. À, chúng ta sẽ ghép cái Lagrange vào để chứng minh bất đẳng thức thông qua hai cái ví dụ mà thầy chuẩn bị giới thiệu cho các em sau đây. Chúng ta có một cái bất đẳng thức khá đẹp, mà cái bất đẳng thức này chúng ta đã có dịp mà sử dụng trong cái phần giới hạn hàm số mà trước đó thầy có trình bày. Đó là chứng minh cái bất đẳng thức trị tuyệt đối của sin x trừ sin y nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x trừ y với mọi x y thuộc R. Thế thì chúng ta thấy như thế này. Trước hết, với x bằng y thì chúng ta thấy là sin x trừ sin y nó sẽ bằng 0 ngay. Và x trừ y cũng bằng 0 với điều kiện x và y bằng nhau. Mà 0 bé hơn hay bằng 0 rõ ràng bất đẳng thức được chứng minh. Điều đó đúng. Và ở đây thì x và y đóng vai trò là như nhau. Cho nên chúng ta có thể giả sử một cái điều y nhỏ hơn x để chúng ta dễ làm việc. Dĩ nhiên khi y lớn hơn x thì cái việc chứng minh là hoàn toàn tương tự, và chúng ta không nhất thiết phải làm lại. Y và x đóng vai trò như nhau, cho nên thôi chúng ta giả sử y nhỏ hơn x. Còn y bằng x thì đương nhiên thầy vừa rồi thầy nói bất đẳng thức luôn luôn đúng. Thế bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ xem cái hàm số nào để nó phù hợp với cái điều mà chúng ta phải chứng minh. Đó là ta thấy có bên trái nó là sin thì đương nhiên
chúng ta sẽ xem cái hàm của chúng ta là hàm sin. Và để tránh cái ký hiệu x nhỏ ở trong cái đề bài thì ở đây thầy ghi nó là chữ t. Thế thì rõ ràng cái hàm sin t của chúng ta là cái hàm sơ cấp, cho nên nó là liên tục và có đạo hàm tại mọi điểm t thuộc r, tức là nó liên tục và khả nghi trên r. Vậy thì đương nhiên nó sẽ liên tục trên đoạn từ y đến x và khả vi trên khoảng từ y đến x. Do đó mà theo định lý Lagrange, bao giờ chúng ta cũng tìm được một cái số c thuộc vào cái khoảng y x, sao cho fa của chúng ta bây giờ đóng vai trò là fx trừ cho fb của chúng ta đóng vai trò là fi bằng cái hiệu số a trừ b, tức là x trừ y, nhân cho f phẩy c, c này của chúng ta đây. Vậy thì từ cái hệ thức này làm sao để chúng ta liên hệ được với cái bất đẳng thức mà chúng ta cần chứng minh, thì chúng ta theo dõi một chút thôi. Fx của chúng ta là gì? Là sin x, bởi vì ft là sin t thì fx phải là sin x. Dấu trừ viết lại fi nó là sin y bằng x trừ y, chúng ta cũng viết lại. Thế còn f phải c thì dễ, đạo hàm của sin t bằng cos t. Như vậy thì f phải c nó sẽ là cos c. Do vậy mà ta liên hệ với cái bất đẳng thức mà đề bài thì là trị tuyệt đối. Như vậy thì đương nhiên hai số, hai cái hệ thức bên trái và bên phải bằng nhau. Thì đương nhiên cái trị tuyệt đối của vế trái nó phải bằng trị tuyệt đối của vế phải. Đó là điều đương nhiên, không có gì cả. Ta dùng chứng minh, ta chỉ cần dùng cái ký tự suy ra, không cần phải tương đương. Thế thì ở đây chúng ta lại thấy tiếp một điều như thế này. Trị tuyệt đối của cos x thì bao giờ cũng bé hơn hay bằng 1. Do vậy mà trị tuyệt đối của x trừ y nhân cos x luôn luôn nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x trừ y, là do trị tuyệt đối của cos c bao giờ cũng bé hơn hay bằng 1. Kiểm tra lại, chúng ta có trị tuyệt đối của sin x trừ sin y nhỏ hơn hay bằng trị tuyệt đối của x trừ y, và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Thế thì bây giờ chúng ta còn có một cái bất đẳng thức nữa, chúng ta coi như là một cái bài tập về nhà, thầy hướng dẫn chút chút cho các em thấy thôi. Đó là chứng minh cái bất đẳng thức này. Thế thì chúng ta xem cái hàm f của chúng ta là hàm log Lebesgue của x. Thì rõ ràng cái hàm này liên tục trên mọi cái khoảng mà nó xác định, tức là trên khoảng từ 0 đến cộng vô cực. Thì rõ ràng nó thỏa được định lý Lagrange. Cho nên nó có một cái c thuộc vào cái khoảng từ b đến a, b nhỏ a sau nhé. Sao cho ta có được cái điều này, fa trừ fb bằng a trừ b nhân cho f phải c. Thế thì bây giờ ta suy ra được điều gì? Fa là log a trừ cho fb là log b bằng a trừ b. F phải c, đạo hàm log Lebesgue x là 1 trên x, cho nên ở đây là 1 trên c. Như vậy thì từ đây ta có được như sau. Ta áp dụng công thức log trừ log là bằng chia log a trên b. Thế bây giờ ở đây chúng ta quan tâm đến điều này, thầy gợi ý để về nhà chúng ta làm. C thuộc khoảng từ b đến a, tức là c đi trong khoảng lớn hơn b và nhỏ hơn a, thì ta sẽ thu thêm xếp cái 1 trên c này rất nhanh. Thì ta có được ngay này, tôi thể làm luôn cho các em. Nó sẽ lớn hơn đương nhiên là 1 trên a, 1 trên c đương nhiên lớn hơn 1 trên a, và nhỏ hơn a trừ b viết lại. Do b lớn hơn c cho nên 1 chia c đương nhiên phải nhỏ hơn 1 trên b. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Như vậy thì hôm nay chúng ta giới thiệu được cho các em hai cái công thức, hai cái định lý Rolle và Lagrange. Và hai cái định lý đó nó có một số những cái ứng dụng trong thực tế. Đó là để chúng ta đi chứng minh sự tồn tại nghiệm, hoặc là chúng ta đi chứng minh một cái bất đẳng thức. Bài học ngày hôm nay chúng ta cũng có dịp để nhắc lại cái công thức Leibniz dùng để tính đạo hàm cấp n đối với những cái hàm u nhân v. Bài học của chúng ta thì hôm nay đến đây là chấm dứt.
Thầy hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Thân ái chào các em.